Này, đi làm sớm thế không bạn? Thì Tết nhất tới nơi rồi, lo đi làm để kiếm miếng bánh chưng nhân thịt rồi mang về cho thầy U chứ. Trưởng thành rồi nha. Mà tôi nghe nói á, năm nay Tết á công ty thưởng lớn lắm đấy. Còn lại cho nghỉ sớm một tuần để về quê ăn Tết nữa đấy. Ông bị ảo à. Năm nào ấy thưởng Tết chả giống năm nào. Có năm nào là không giống năm nào đâu, đúng không? Nhưng mà cái thông tin này á là tôi nghe chính xác, tôi nghe thật đấy. Ông không tin sao? Thì tin. Thưởng Tết càng nhiều thì ăn Tết càng to chứ sao. Thôi vào làm đi không muộn. Chào hai anh. Hai anh nói chuyện gì mà vui thế? Cái con này, con này kém thật. Thông tin còn kém hơn cả anh đấy. Anh nghe nói là năm nay công ty mình thưởng Tết lớn lắm, còn được cho về quê nghỉ sớm Tết nữa cơ. Anh nghe ở đâu? Có thật thế không đấy? Thật chứ sao không. Mà mày quan tâm làm gì? Mày nhà gần công ty á thì nghỉ lúc nào chả được. Còn hai bọn anh nhà ở quê xa nên bắt buộc phải về sớm thôi. Không, ý em là cái vụ thưởng Tết cơ. Thưởng Tết hả? Thì anh cũng nghe nói vậy á, anh cũng chưa chắc chắn lắm. Cái thằng này, lúc nãy mày còn bảo chắc chắn với tao lắm cơ mà. Bây giờ đành tạ lép à? Thì... em chào chị Thảo ạ. Em chào chị Thảo ạ. Đây, có vẻ như các cô các cậu vô công rời nghề nhờ. Ở đây mọi người đang chạy cong hết cả đít lên. Mà trông kìa. Bạn em xin lỗi, bây giờ bạn em xin phép đi về phòng làm việc ngay đấy ạ. Này, cẩn thận, không là tôi cắt đi tiền lương, cắt luôn cả tiền thưởng đấy. Dạ vâng ạ. Tiền thưởng ấy, chỉ dành cho người xứng đáng thôi. Dạ vâng, em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Ba cô cậu ấy, cẩn thận đấy, tôi ghim rồi. Dạ vâng ạ. Còn đứng chờ ra đây làm gì, đi làm đi. Dạ. Mít được thưởng Tết đi. Này, anh sợ tim em coi. Đứng tim luôn đấy. Em mệt nãy giờ. Này, ở công ty này là tao sợ bà ấy nhất luôn đấy. Em cũng thế, trông chị ta chả vui vẻ tí nào. Đã thế, rồi cũng bắt tăng ca tới 8-9 giờ đêm. Lương thì không tăng, mà còn đòi cắt giảm lương nữa chứ. Ôi, cuộc đời này. Thế là cái gì? Tết đấy, còn cắt thêm cả tiền thưởng của nhân viên nữa. Đúng là éo le mà. Nhưng mà nhỏ bé như chúng ta á thì làm gì có quyền lên tiếng được chứ. Các anh nói thật đấy à? Cái chuyện cắt tiền lương với cả tăng ca ấy. Đúng rồi, mày mới vào, mày không biết đó thôi. Mày cẩn thận đấy, không cô ta cắt đi nguyên tháng lương của mày luôn đấy. Thế mà em thấy lúc các anh làm ấy cứ phải tận khuya mới xong. Lúc đấy em còn tưởng các anh làm vì đam mê. Đam mê còn khỉ ấy. Tao ngồi đây nhiều, chuẩn bị đi khám trĩ thế này. Trời ơi, đang nghèo rồi, là còn sống cổ thế này nữa. Báo bạn làm việc đi, báo quay lại, chết cả đám ấy. Biết rồi. Này cái nghe, không vào làm việc à? Vâng. Anh về rồi à? Sao hôm nay anh về muộn thế? Sao thế? Có chuyện gì à? Sao gặp anh lại vui như thế? Thì em đang có rất nhiều chuyện muốn kể với anh đây. Anh đã nói rồi mà, tới công ty ai hỏi thì cứ bảo là em là em gái chủ tịch. Như vậy có phải tốt hơn không? Cứng đầu làm gì? Em còn chưa nói gì cơ mà. Chứ làm sao? Có chuyện gì? Thì em muốn hỏi anh ấy, công ty của mình nổi tiếng là cưng chiều nhân viên như là con ruột ấy. Thế tại sao lại có chuyện nhân viên phải tăng ca đến tận 8-9 giờ đêm, hơn nữa không được tăng lương mà thậm chí lại còn bị cắt giảm nữa? Em đừng nói luyên thuyên nhá. Công ty của mình làm gì có chuyện đấy được chứ? Dạ vâng, không những thế nhá, lại còn bị cắt những cái lương như là thưởng Tết hay là các dịp lễ nữa cơ. Em nghe ai nói đấy? Thì em nghe các anh ở chỗ làm, các anh ấy làm việc ở đây cũng phải được tầm 5-6 năm rồi. Em có chắc chắn là mấy người đấy nói như vậy không? Dạ, em chắc 100%. Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ điều tra. Công ty của mình lớn như vậy, cho nên chuyện này không thể xảy ra được. Dạ vâng. Thôi, anh vào tắm rửa đi. Cơm em nấu xong rồi, anh tắm xong thì mình ra ăn cơm. Được rồi, đợi anh một chút. Dạ, chủ tịch cho gọi em ạ. Cô Thảo, chuyện nhân viên phải tăng ca và bị cắt giảm tiền lương là sao? Dạ, chủ tịch nghe nói vậy ạ.
Nghe ai nói hay không không quan trọng, nhưng mà chuyện này có đúng là sự thật hay không? Chuyện này có đúng không? Dạ chủ tịch, chuyện này không phải đâu ạ. Em chắc chắn ý là bên công ty đối thủ muốn hãm hại bên công ty mình, nên là lấy cái chuyện đó ra để bôi nhọ đấy ạ. Cô có dám chắc với tôi những lời cô nói là sự thật không? Em chắc chắn luôn ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Dạ, chuyện này em nhất định sẽ điều tra, thưa chủ tịch. Không cần đâu, nghe cô nói là tôi đủ hiểu rồi. Ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Khốn kiếp, không biết đứa nào ấy lại dám mách lẻo với chủ tịch. Tao mà biết đứa nào đấy, không sao với tao đâu. Mà anh này, em nói cho anh chuyện này, nhưng mà anh đừng nói với ai cả nhá. Nói đi. Thì bà Thảo, thư ký của anh ấy. Cô ấy làm sao? Bà ấy hay bắt nạt nhân viên lắm. Em nghĩ những cái chuyện vừa rồi là do bà ấy đứng sau đấy. Tại sao em lại biết? Anh ở trên đấy, yên tĩnh thì không nói làm gì. Nhưng mà em ở dưới này nhá, những chuyện to cho đến chuyện nhỏ em đều biết hết. Nhưng mà anh có thấy nhân viên khiếu nại gì đâu? Thì tất nhiên là những cái khiếu nại đấy sẽ không đến được tay anh rồi. Bởi vì bà Thảo bà đã tiêu hủy hết rồi. Không những thế nhá, bà còn đứng ra dọa nạt nhân viên, còn nói sẽ đuổi cổ nữa cơ mà. Thế nên có nhân viên nào dám lên tiếng ở đâu? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ở trước mặt anh, cô ấy luôn tỏ vẻ là một người hiền lành, một người tử tế. Vậy mà... Mà mọi người ấy không có chứng cứ, nên là không ai dám lên tiếng, cũng không dám chống đối lại bà ấy. Tội cho mọi người lắm. Em yên tâm đi, anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Vâng, thế thì nhờ cả vào anh. Không được, chuyện này không thể để đi xa hơn nữa. Chủ tịch, chủ tịch ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, tại vì em đợi mãi mà chẳng thấy chủ tịch gọi em lên để phát tiền thưởng cho nhân viên ạ. Tôi cần thông báo lại cho cô. Tôi cho người đi phát cho nhân viên hồi sáng rồi. Tại sao vậy ạ? Mỗi năm em vẫn là người đi phát tiền thưởng cho nhân viên mà. Tại dạo này tôi thấy cô bận quá, cho nên tôi không phiền cô. Nhưng mà em tới đây là để làm việc ạ. Thôi, tôi bảo là tôi đã phát rồi mà. Tôi đi có việc đây. Chào cô. Chủ tịch, chủ tịch. Không lẽ năm nay mình lấy móm à? Không được, phải đi đòi chúng nó mới được. Các anh sướng nhá, thế là được về quê ăn Tết với gia đình rồi. Chắc là anh về quê á, anh nhớ đứa em của anh lắm đây. Thôi anh đừng khóc, anh khóc em buồn cười lắm. Chúng mày ồn ào quá đấy, nhanh lên còn về. Anh phải để cho em hót nước hôm nay chứ. Mấy hôm nữa nhá, bọn anh về quê không được nghe em hót, lúc đấy lại nhớ em ngay mà. Đúng rồi, chắc là nhớ em lắm á. Ngày cuối làm việc rồi, có vẻ như là vui vẻ như sổng chuồng đấy nhở? Dạ đúng rồi ạ, sắp được về quê mà ai cũng háo hức cả. Dạ năm mới em chúc chị Thảo vạn sự như ý, bình an và thăng tiến ạ. Bình an hay không thì không biết, nhưng mà cả đống việc đang chờ kia kìa. Vậy thì chị cố làm xong rồi về sớm ạ. Bạn em xin phép về trước để cho hai anh này còn kịp chuyến xe để đi về quê nữa. Đi. Đi, em chào chị ạ. Mình còn chưa đòi tiền xong bọn này mà. Các anh phải về nhanh lên, không khéo chị ta đuổi kịp, chị ta lại đòi lại tiền thưởng Tết đấy. Đúng rồi đấy, sắp đến giờ về rồi lại còn đi tìm chúng ta nữa. Thôi nhanh lên chứ để mắc nó bên chừng bây giờ. Các con gồm kia, đứng lại. Rồi xong, bắt tới luôn rồi. Này, có chuyện gì thế ạ? Này, cô cậu cũng to gan nhờ. Dạ, nhưng mà có chuyện gì vậy? Tụi em tranh thủ về chứ để lỡ chuyến xe ạ. Này,
Tôi còn chưa nói xong mà các cô cậu đi đâu hả? Ở đâu ra cái thói? Sếp còn đang ở đây mà nhân viên đòi về. Nhưng mà cái gì? Mỗi người cho tôi 2 triệu. Lại nữa đó, Tết cũng không tha. Nhanh lên, các cô cậu bị điếc đấy à? Nhưng mà đây là tiền công ty thưởng cho nhân viên mà, tại sao bây giờ lại thu lại á? Cô không cần quan tâm. Bây giờ ấy, các cô cậu chỉ cần nộp cho tôi 2 triệu, nếu không tôi báo lên cấp trên. Nhưng mà em cũng biết lý do chứ ạ? Dạ đúng rồi đấy ạ. Chủ tịch bảo là thu lại một phần để mua quà cho các em vùng núi, để cho các em có một cái Tết ấm no. Đây ạ. Đấy, có phải nhanh hơn không? Còn cái con kia, mày bị điếc hay bị liệt đấy à? Có cần tao lấy hộ cho không? Tôi không đưa. Tiền ủng hộ tôi đã tự tay đóng rồi. Lúc nào? Ai thu? Hả? Mày đừng có lươn lẹo với tao nhá. Không ý, tao đuổi việc bây giờ. Chị thích ý, thì chị tự đi mà điều tra đi. Tôi không đưa. Hôm nay mày lại còn dám cãi tao à? Được rồi, vậy thì hôm nay tao sẽ thu tiền thưởng Tết của mày. Đã thế còn phạt mày 1 tháng tiền lương nữa. Cho mày chừa cái tội ngang ngược không ấy. Chị nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình đi à? Này, chị đừng có mà quá đáng nhá. Này, tao thích quá đáng ấy, mày làm gì được tao hả? Tôi nói cho chị biết nhá, tôi ấy là em gái của chủ tịch công ty này đấy. Này, mày bị ngu và bị ảo tưởng đấy à? Em gái của chủ tịch? Chị không tin à? Được, chị đợi một tí. À, đây, anh Việt anh đây rồi. Chủ tịch à? Này các con kia, mày xưng hô kiểu gì đấy hả? Xưng hô cho cẩn thận, ai là anh của mày? Chủ tịch, sao lại tới đây ạ? Tại sao tôi lại không được ở đây chứ? Đây là công ty của tôi. Tôi đi đâu, tôi làm gì thì đấy là quyền của tôi. Dạ, em không có ý đó đâu ạ. Cô Thảo này, tôi nghe danh cô lộng hành đã lâu, nhưng mà ngày hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến cô làm tất cả mọi việc. Tôi nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ. Dạ, làm gì có đâu ạ. Chủ tịch nghe nhầm rồi ạ. Nhầm à? Nhầm là nhầm thế nào được? Tôi còn ghiêm lại trong máy của tôi đây này. Đúng rồi đấy anh ạ. Chị ta càng ngày càng quá đáng, hơn nữa còn ép bức nhân viên đến cái mức mà họ không chịu được nữa. Tôi đã có bằng chứng đầy đủ về việc cô ăn chặn tiền lương, tiền thưởng của nhân viên. Đáng sợ hơn nữa là cô dám bác bỏ những phản hồi, những khiếu nại của họ. Cô còn thiếu một nước là leo lên đầu của tôi mà ngồi đấy. Dạ chủ tịch, làm gì có đâu ạ. Chủ tịch đừng nghe ạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Với lại bây giờ có người hãm hại em nên là mới loạt tin đồn như thế thôi ạ. Mọi người ở đây nói cho tôi biết, cô Thảo có làm những chuyện như vậy không? Mọi người cứ nói đi, có tôi ở đây rồi, không phải sợ. Dạ đúng rồi, là chị ấy làm ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Ba mặt một lời, cô không còn gì để cãi nữa đúng không? Kể từ bây giờ, cô mau thu dọn hành lý, về quê ăn Tết, rồi sau đấy đừng quay lại nữa. Chủ tịch, em xin lỗi, em biết sai rồi. Em mong chủ tịch rộng lượng tha thứ cho em vì sự ngu ngốc này của em ạ. Em... Còn về việc cô dám nói em gái của tôi ảo tưởng à? Việc này cô tính thế nào đây? Em à, chị đúng là có mắt như mù. Chị xin lỗi em. Em có thể nói chủ tịch giúp chị được không ạ? Thế sao những cái lúc mà chị làm ra những cái chuyện như thế, chị không nghĩ đến cảm giác của mọi người đi? Mọi người đã phải khổ cực để kiếm từng đồng một, đây đằng này chị ngang nhiên cướp đi tiền người ta thế à? À, trước khi mà cô nghỉ việc thì cô hãy sao kê lại toàn bộ số tiền mà cô đã lấy của nhân viên, sau đấy hoàn trả lại cho họ. Nếu cô không làm thì tôi sẽ báo công an, công an sẽ vào cuộc đấy. Không, chủ tịch, bây giờ em sẽ về và làm luôn. Anh đừng báo công an nhé. Xin lỗi mọi người, thời gian qua đã khiến mọi người chịu khổ nhiều rồi. Dạ, không có gì đâu ạ. Cũng may cô Chi đây đó, và cô hay giúp đỡ bọn em lắm ạ. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Cô Chi đây, cô ấy ham học hỏi, hơn nữa lại còn lễ phép, ngoan ngoãn nữa. Các anh cứ nói quá.
Thôi, bây giờ mọi người không phải bắt xe về nữa đâu. Tôi đã chuẩn bị xe cho mọi người rồi. Chủ tịch nói thật chưa? Đúng vậy, xe đang ở ngoài cổng, các cậu ra đi. Dạ, chủ tịch muốn năm ạ. Dạ, chúc mừng năm mới sếp, mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng ạ. Chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới. Chúc hai anh ăn Tết vui vẻ nhá. Thôi, chúng ta về đi. Dạ vâng.